Xin kính chào quý vị và các bạn đã đến với kênh của Nga USA. Đầu tiên tôi xin được gửi lời chúc cho quý vị và các bạn thật là nhiều sức khỏe nha. Kính chào quý vị và các bạn. Sáng sớm hôm nay tuyết rơi quý vị ơi. Đây là trận tuyết thứ hai rồi đây. Cảnh tuyết rơi rất là đẹp, thơ mộng lắm quý vị. Nhưng mà cũng thực sự ra ở cái khu vực của mình đó, mà nếu mà tuyết rơi thì là khoảng 0 độ C thì thực sự là nó ấm chứ nó cũng không có lạnh quý vị. Khu vực mình mà vài bữa nữa là nó xuống trừ 20, trừ 25 độ C là thường. Nên bây giờ 0 độ C thì cũng không có thấm thía gì. Cảnh tuyết rơi thì rất là thơ mộng, lãng mạn. Chỉ có là cây cối ở bên ngoài thì như quý vị thấy đây là nó đã rụng lá hết rồi. Mùa thu năm nay thực sự là ngắn, mưa thì không có nhiều, nó bị khô đó quý vị, thành ra cây cối nó đổi màu khá là nhanh và gió làm rụng cây cũng rất là nhanh. Mùa thu năm nay rất tiếc là mình không có chụp được những cái hình ảnh về lá đổi màu, hơi uổng cái đó. Đấy, vì bạn mình năm nay họ chịu khó đi gọi là săn hình ở trong mấy cái rừng á, thì được rất là nhiều những cái hình ảnh đẹp, mà mình thì tiếc quá không có lấy được những cái hành hình của mùa thu của năm nay. Tuy vậy trong nhà mình thì hoa vẫn nở quý vị. Sau đây mình sẽ để vào mấy cái hình hoa ở trong nhà quý vị xem một tí nha, cho cái bớt lạnh lẽo bởi cảnh tuyết rơi.